Bạn biết không, nếu chúng ta có từ vựng mà không biết cấu trúc để lắp ghép từ vựng đó thì sẽ không thể có những bài viết hay là bài nói tốt được. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn một số cấu trúc vô cùng ăn điểm trong bài thi IELTS nhé. Cô là Linh đến từ hệ thống luyện thi IELTS Lango. Cấu trúc đầu tiên chúng ta có trong bài học hôm nay đó là So, adjective, to be, subject, that clause. So, adverb, auxiliary verb, subject, main verb, object, that clause. Có nghĩa là quá đến nỗi mà. Ví dụ, the weather is so sweltering that we can't go out. Tiếp theo, một cấu trúc so sánh nhưng lại không so sánh. Lạ nhở? Tại sao cô lại nói như vậy? Cấu trúc này nghĩa là không có việc gì làm sao đó hơn một việc nào đó. It is no comparative adjective than verb ing. Hey, do you want to hang out tonight? I really want to, but I think it's no more important than sleeping. I can see why you are available right now. I'm back to my bed now. Have a good evening. Chúng ta tiếp tục đến với cấu trúc so sánh tiếp theo. Subject, verb, far more than noun. Example, social media greatly influence far more youngster than older ones. Sau phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cấu trúc về thời gian. There isn't, wasn't time to verb, to be, adjective. Example, Jest, why don't you reply to my message? There isn't time to hold the phone now. What are you doing now? I'm doing my nails to prepare for your wedding tomorrow. My wedding? Tomorrow? I forgot it! Do for me! Oh my god, unbelievable. Khi muốn nói việc gì đó, không cần có tính chất gì đấy, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc. It is not always thought. Adjective, noun phrase. For example, it is not always thought essential that Miss World must have the great appearance. Nếu muốn nhắc lại vấn đề gì đó, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc as, verb participle, or can be seen, subject, verb. For example, as spoken above, we are short of capital. As can be seen, a new school is going to be built on this site. Hai cấu trúc cuối cùng trong bài hôm nay đó là What, subject, verb, is, was, that, subject, verb. For example, what was said was that she had to leave. What I want you to do is that you take more care of yourself. There to be no now nor now. For example, there is no food nor water. Chúng ta vừa tìm hiểu qua các cấu trúc ngữ pháp cơ bản mà vô cùng ăn điểm trong bài thi IELTS nhé. Các bạn hãy nốt lại để dùng chúng trong bài thi của mình nhé. Nếu các bạn thấy phần bài học này hữu ích trong việc chuẩn bị cho kỳ thi IELTS thì đừng quên like, share và subscribe và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Cô là Linh đến từ hệ thống luyện thi IELTS Lango và cô hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Goodbye, see you soon!